Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trần Sĩ Thanh có còn trong veo khi chính quyền Hà Nội đục ngầu màu tham nhũng hay không? Vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là hai vị trí dự bị để vào Bộ Chính trị. Cũng là Ủy viên Trung ương Đảng nhưng chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của hai thành phố lớn được lệch vào thứ hạng cao hơn ghế Bộ trưởng. Hơn nữa, chức chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố là nắm toàn bộ nền kinh tế của thành phố này vậy nên ngồi vị trí này không những được ăn miếng bánh lớn mà còn được cơ cấu tiếp tục lên cao đây là hình ảnh câu nói của ông Trần Sĩ Thanh ông Trần Sĩ Thanh cháu của cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được điều động về làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là một thắng lợi lớn của nhóm lợi ích tại Nghệ An cùng với ông Hồ Đức Phước ông Trần Sĩ Thanh sẽ rất có triển vọng để tiếp tục vào bộ chính trị trong vòng 3 năm tới. Đó là viễn cảnh. Tuy nhiên, chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong những năm gần đây là chiếc ghế được xem là hung hiểm khi ông Nguyễn Đức Trung và ông Trung Ngọc Anh đã lần lượt rủ nhau sổ khám. Nói hung hiểm ở đây không mang nghĩa tâm linh mà mang ý nghĩa thực tế rất rõ ràng. Vì là ghế dễ vào biểu chính trị nên thường bị nhòm ngó và ai ngồi vào chiếc ghế này cũng hay bị nhiều kẻ khác sẵn sàng tố sai phạm để họ được lên thay. Không riêng gì chiếc ghế chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mà tại thành phố Hồ Chí Minh cũng hung hiểm không kém gì. Những người chiếm được chiếc ghế này đều có quá trình vận động phe cánh để thực hiện lật đổ người trước. Với lợi thế là một nhóm lợi ích chính trị cực mạnh hậu thuẫn, liệu ông Trần Sĩ Thanh có thoát khỏi cái rớp mà ông Nguyễn Đức Trung và ông Trung Ngọc Anh đã để lại hay không? Đó chính là câu hỏi đáng được đặt ra. Đây là hình ảnh đục ngầu của chính quyền Hà Nội. Càng ngày 16 tháng 11 vừa qua, trong cuộc họp tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh, ông Trần Sĩ Thanh có nói một câu làm dậy sóng báo chí đó là Mình cứ trong veo thì sợ gì? Chắc ông Trần Sĩ Thanh cũng biết làm gì có quan chức nào trong veo đây. Nếu trong veo thì tiền đâu họ sống, chứ nói gì đến mua nhà, mua xe và cho con cái đi du học ở các nước tư bản như Mỹ với giá hàng trăm nghìn USD mỗi năm. Cho nên câu nói của ông Thanh cần phải được hiểu rằng không ai có thể khơi đục con người ông nên ông không sợ. Đằng sau Trần Trị Thanh là 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị, một ủy viên dự khuyết thì ông ngán thế lực nào nữa. Mới đây, chính quyền thành phố Hà Nội nổi lên hai vụ đục ngầu. Đấy là vụ lát vỉa hè bằng đá tự nhiên được xác định tuổi thọ tới 70 năm nhưng đã vỡ hỏng sau có 2 năm sử dụng. Trả lời cho vấn đề này, ông Võ Nguyên Phong, giám đốc xây dựng của Hà Nội nói rằng đá vỉa hè nứt một phần do mưa xuống đã giãn nở, tự vỡ. Câu nói này gây bão cộng đồng mạng bởi vì người ta không tưởng tượng được một ông giám đốc sở lại trả lời một cách coi thường người dân đến thế. Kiểu như tớ nói vô lý đấy, làm gì được nhau nào? Chưa hết, vụ thứ nhì lại cũng chẳng kém đó là vụ hàng loạt sản phẩm do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn mời thầu có dấu hiệu bất thường khi giá cao hơn tới thị trường 271%. Một chính quyền dưới bàn tay điều hành của ông chủ tịch trong veo lại đục ngầu đến như thế. Bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội đang là bộ máy rất thối nát. Sự yếu kém này được xây dựng từ nhiều đời chủ tịch trước chứ không gì từ đời ông Trần Sĩ Thanh. Nếu nói bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội là một đoàn tàu thì ông Trần Trị Thanh là một người lái tàu. Ông Trần Trị Thanh vẫn cho mình là trong veo, trong khi đó ông vẫn hướng đoàn tàu này dẫm lên con đường cũ của các vị tiền nhiệm, thì liệu ông có trong veo được hay không? Đây là hình ảnh, lại một hình ảnh đục ngầu khác của chính quyền thành phố Hà Nội. Có lẽ thành phố Hà Nội vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì dưới thời ông Trần Trị Thanh. Chiếc ghế chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đầy quyền lực, chỉ là bệ phóng cho ông Thanh tiến vào bộ chính trị. Một ông gốc Nghệ An không lớn lên và làm việc tại thành phố thủ đô, vẫn tự nhiên nhảy vào chiếc ghế chủ tịch thì khó mà có quyết tâm với thủ đô này. Con người của Đảng Cộng sản Việt Nam là như thế. Họ sống về bản thân họ, mặc cho xã hội, đất nước và nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm d với bản tin Trần Sĩ Thanh có còn trong veo khi chính quyền Hà Nội đục ngầu màu tham nhũng hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị báo lửa táp sau lưng, Vũ Đức Nam vẫn chém gió một thời ông Vũ Đức Đam được truyền thông tung hồ là nhà lãnh đạo vì dân Khi mà cả thế giới bất lực trước dịch bệnh thì Việt Nam vẫn không bị ảnh hưởng nhiều Covid cứ thoáng đến rồi lại đi cứ như căn bệnh này bất lực trước Việt Nam vậy Còn nhớ vào ngày 29 tháng 1 năm 2021 Khi đó cả nước chỉ có 100 ca lây nhiễm cộng đồng với Hải Dương là 84 ca, Quảng Ninh 13 Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, mỗi địa phương 1 ca, tính tổng cộng trong ngày 28 tháng 1 ghi nhận 107 ca, trong đó 100 ca lây nhiễm cộng đồng nói trên và 7 ca mới nhập cảnh. Cũng thời điểm đó nước Mỹ đang vật lộn trong cơn đại dịch kinh khủng nhất thế giới. Cao hứng, ông Vũ Đức Đàm tuyên bố Việt Nam sẽ dập dịch trong vòng có 10 ngày. Đến hình ảnh vào ngày 29 tháng 1 năm 2021, ông Vũ Đức Đàm chém gió đẩy lùi Covid chỉ trong có 10 ngày nhiều chuyên gia y tế lúc đó không hiểu nổi tại sao dịch lại không bùng phát ở việt nam còn ông vũ đức đam và cả bộ máy chính quyền của đảng cộng sản việt nam thì nghĩ rằng họ giỏi nhất thế giới những gì thế giới không làm được thì họ làm tốt tuy nhiên thực tế sau đó đã chứng minh ngược lại tất cả khi dịch chính thức đổ bộ việt nam thì chính quyền của đảng cộng sản việt nam đã lóng ngóng không biết làm thế nào để có thể dập được dịch thay vì đánh vào con covid thì họ lại đánh vào sức chịu đựng của dân họ toa dập với kiểu Việt Á để trục lợi trước tính mạng người dân. Sau khi đại dịch Covid tàn quét qua, mọi người mới bình tĩnh nhìn lại năng lực của ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm. Ông Đàm chỉ chém gió và khoe mẽ, khoe năng lực chứ thực chất ông hoàn toàn bất lực khi Covid chính thức tấn công. Tấm mặt nạ của ông Phó Thủ tướng tận tụy với dân đã bị lột xuống. Vì năng lực tệ hại này, vào ngày 21 tháng 8 năm 2021, Ông Vũ Đức Đam đánh mất chức trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 về tay ông Phạm Minh Chính. Tưởng rằng căn bệnh chém gió vì thế mà cũng lặn theo mất. Ai ngờ mới đây bệnh chém gió của ông Phó Thủ tướng này lại được dịp sống dậy. Đây là hình ảnh, dấu hiệu cho thấy ông Vũ Đức Đam có dính đến Việt Á. Vào ngày mùng 6 tháng 12 vừa qua, trong cuộc họp chuyên đề về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021, 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Vũ Đức Đam đã chém như sau. Các chuyên gia nói với tôi rằng, tôi đến từ các nước phát triển, nhưng nếu bây giờ được ước thì tôi sẽ ước quay lại như Việt Nam và phát triển theo định hướng này. Việt Nam là một quốc gia cộng sản, tham nhũng và hàng đầu của thế giới. Không hề có tự do báo chí, không có tự do lập hội, nền kinh tế thì phi thị trường, nền giáo dục thì thối nát, xã hội như tường Chính những yếu tố này đã làm nên cái nghèo của đất nước Việt Nam. Chính các quan chức biết rất rõ về xã hội này, biết rõ về nền giáo dục này ra sao, nên họ mới cho con cái đi tị nạn, giáo dục, học ở các nước tư bản. Nói đầu xa như con trai ông Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Xuân Hiếu chỉ đi du học ở Mỹ. Còn con gái của ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là Vương Hà My cũng sang Mỹ du học. Còn nền giáo dục xã hội chủ nghĩa thì họ lại để cho người dân ít tiền thức vậy thì rõ ràng là ông Vũ Đức Đam đang chém gió nhận xét về những câu nói gây bão của Vũ Đức Đam một bạn đọc dấu tên cho biết ông Vũ Đức Đam đang làm công tác tuyên giáo chứ không phải là một lãnh đạo phải quản lý ngành trong chính phủ và lời nói dối của Vũ Đức Đam chỉ lừa được người thiếu hiểu biết không lừa được ai hơn đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam lại chém gió để cho Việt Á trục lợi trên đầu trên cổ người dân có đến 4.000 tỷ đồng, không thể không có trách nhiệm của ông Vũ Đức Đam. Mới đây, trợ lý của ông Đam là ông Nguyễn Văn Trịnh đã bị bắt. Điều này cho thấy bão lửa đã thổi đến gáy ông Phó Thủ tướng Đam. Tuy bão thổi ào ào như thế, nhưng ông Đam vẫn lên sóng tiếp tục chém gió. Như không có chuyện gì xảy ra cả. Thực ra, việc chém gió là dành cho quan chức của ngành tuyên giáo, chứ không phải công việc cho một ông Phó Thủ tướng đem làm cũng có người nhận xét rằng những nhà quản trị có năng lực không bao giờ chém gió mà họ chỉ có hành động. Hành động nói lên tất cả. Trong khi đó, ông Vũ Đức nam thì lại ngược lại. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Bị báo lửa táp sau lưng, Vũ Đức Đam vẫn chém gió vù vù. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d